Dạ vâng, xin chào anh em, xin chào các bạn đam mê âm thanh trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay bên em về được một cặp loa Sony hàng bãi của Nhật xịn nòi. Đây là một model rất là khủng của hãng Sony Nhật Bản. Và em sẽ quay phim và review cho anh em từng chi tiết loa cũng như là thông tin về sản phẩm. Trước tiên của nó là phần trên của nó là được sử dụng một mic một chép. Một mic và hai chép. Anh em lưu ý là cái cặp này nó có hai khớp nha, khớp trên và khớp dưới, và hai khớp này nó có thể rời. Đây là như anh em có thể thấy này, đấy, mình nó rời đây nha, mình có thể chồng lên nhau, bởi vì cái cặp của nó là hai thớt. Cái cân rất đẹp đầy đủ. Đây là một cấu hình loa rất là khủng khiếp của hãng. Mình sẽ tháo cái cân ra để cho anh em xem cái loa của nó bên trong. Đây là sản phẩm của hãng đây. Và cái cấu hình của nó được sở hữu là một bát Super Bass 50 cm, một loa mid 20 cm, một loa chép còi và một loa siêu chép đom, cùng với một vi tinh chỉnh của loa chép. Như anh em có thể thấy là một cái bộ này nó rất là khủng khiếp, thậm chí là nó to, rất là to luôn. Từ lúc mà em bán âm thanh tới giờ, những cái cặp loa bát 50 cm như thế này thì nó rất là hiếm trên thị trường. Đa số hầu như là chỉ thấy những cặp loa bass 40 thôi. Còn 50 hàng bass của Nhật thì nó rất là hiếm và cũng rất là ít trên thị trường nha. Đây em sẽ quay cấu hình cho anh em xem. Còn về hình thức loa thì nó rất là đẹp như này. Như anh em có thể thấy là nó được sử dụng một loa mic màng giấy, gân là gân giấy tẩm dầu. Và nó có một chỗ rách ở đây nha, như anh em có thể thấy này, do vận chuyển thì nó rách, nó bị cấn bị rách, bởi vì cái cặp loa này nó quá trời to rồi. Một siêu chép dom, một vi tinh chỉnh và một chép còi nó nằm tút bên trong này, và nó có những cái thanh đa hướng này, nó lọc âm này. Để nó có tác dụng gì em cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm, em cũng nghĩ là nó để dùng cho âm thanh nó nghiến là thôi, của hãng nó gắn vô đấy chứ không phải em gắn nha. Và ở dưới là một loa bass Super Bass 50 cm. Cái dòng này thì củ với côn nó rất là to nha. Đây là dòng nòi chứ không phải dòng suất. Dòng suất thì củ nó hơi bé, còn cái dòng nòi thì nó rất là to. Đây, anh em khi mua hàng bên em thì nên nghe cho rõ. Là em có nói dòng suất và dòng nòi. Dòng suất thì củ nó cũng vừa vừa, nó không được to. Còn dòng nòi thì củ nó rất là to và côn rất là bự. Còn về giá cả thì nó cũng rất là nhiều tiền so với dòng suất nha. Đây có model của nó là Sony S890WR, thùng loa 4 quay, 4 đường tiếng, và bass là bass Relax Acoustic. Đây, cái bass này đánh nhạc vàng, nhạc trữ tình hải ngoại rất là phê anh em ạ. Và phía dưới của nó đây cũng là một model, nhưng mà cái con này là model của Sub nha, Sub Quốc, cũng là model S890WR. Bass 50, màng là màng giấy, còn gân là gân giấy tẩm dầu nha. Đây như anh em có thể thấy này, nó dầu nó vàng đây, rất là vàng. Cái gân này thì anh em có thể xài khoảng chục năm nữa thì nó mới hư được. Chục năm nữa nha. Và phần đây cũng vậy, cũng là một bát 50. Con này em cũng test rồi, nó đánh nhạc chứ từng rất là phê. Cái tiếng bát nó ra rất là hay ạ. Bát 50 lắm. Đây, gân nó tẩm dầu này, rất là đẹp luôn. Còn màng là màng giấy nha, cùng với hai lỗ thông hơi nằm ở phía dưới này. Và anh em lưu ý là cái cặp này thì nó có một loa nó bị giăng cái đuôi mày ra nha. Đấy, nó giăng cái đuôi mày ra này, do keo lâu ngày nó khô ấy, thì em đập, em test, em đập nhàn hơi thì nó giăng ra. Em vừa dán lại thì nó cũng tương đối là đẹp nha, chứ nó không đẹp 100% được, nó khoảng 95%. Đây chép còi và mic dom, chép dom và loa mic giấy. Cái mic của nó rất to luôn ạ, mic nó phải 20 cm, rất là khủng khiếp ạ. Đây này, anh em xem mic này, cái cặp này hát karaoke nó hay, rất là hay, rất là nhẹ, tiếng rất là bay nha. Và thùng nó còn rất là đẹp này, như anh em có thể thấy này, cái thùng ở đây. Và nó cũng có một chỗ nó bị xước sát nha, bởi vì cái hàng bãi này, loa bãi này nó rất là to, nên việc di chuyển thì nó cũng bị chảy xước sát. Thì những góc này này thì nó bị xước sát này,
xuất sắc này. Anh em coi kỹ video nha, em có nói chi tiết hết. Xuất sắc theo góc thôi, còn về bên hông hay là mặt trước ở trên thì còn rất đẹp nè. Nó gì dính bụi bẩn dính kem chưa lau nha, này lau vệ sinh lại nó sẽ đẹp thôi. Còn về cấu hình ở mặt sau đây, xem cái mặt sau cho anh em xem. Mặt sau của nó là nó ghi thông số màu đen này, cũng như là nơi xuất xứ của Japan, có công suất cực đại là 320W trên một cây loa. Đây là một mức công suất rất là khủng khiếp. Và phía trên cùng là cái dây loa này là của hàng trên nha. Hàng trên này thì anh em có thể đấu chung vô đây, đấu chung vô cặp loa này, cộng nó cộng trừ ra trừ. Và phía bên đây cũng vậy, bên đây cũng là hàng trên nó cũng có cặp loa, đấu chung vô. Và anh em lưu ý là cái cặp loa này á thì nó bị gãy hết cái miếng gà đây rồi, nên em chế ra bằng cổng dây điện này này để cho anh em nào mà xài đấu trực tiếp vô đây nha, còn mà cộng thì đấu vô đây. Bởi vì cái này thì em cũng thay được, nhưng mà thay thì nó mất miếng dinh cái miếng này, nên em đấu bằng cái cộng này để cho anh em sử dụng cho nó dễ. Đây cặp loa đây, công suất của nó là 320W. Em cũng hát thử karaoke trên cái đôi loa này rồi, tiếng của nó rất là bay, rất là to luôn ạ, hát rất là nhẹ. Em sẽ quay xe đó để cho anh em xem cho đó một tí. Đây là bass 50, mid là mid 20, một siêu chép đom và một chép còi, tiếng rất là bay bổng, rất là hay. Và những cái cặp này em sẽ bao zin bao xịn cho anh em 100% nha. Giá của nó thì cũng rất là dễ chịu, em sẽ báo giá công khai luôn là 18 triệu đồng. Và ship cái cặp này hết tầm 500.000 nha, 500.000 ra tận ngoài Bắc, phát tận nhà cho anh em luôn là tầm 500.000, cũng không có đắt đỏ gì lắm so với lại giá trị của cặp loa bass 50 lạ. Anh em mà nhìn cái cặp này ở ngoài thì là nó rất là khủng khiếp, rất là hay. Thậm chí là mình trưng ở trong nhà, trưng cái phòng khách á, mình mở cái căng ra thì người ta vô người ta nhìn cái loa không là người ta thấy sợ rồi, khỏi chi là nghe. Đây, em nhìn ở ngoài nó rất là đẹp, đẹp mỹ mãn luôn. Con này hát karaoke nó tiếng của nó rất là nhẹ nha. Anh em nào mà có ý định mua dàn karaoke hay là mua loa hát mùa dịch á thì xin đừng bỏ lỡ qua cái cặp loa này. Cặp loa này nó đánh rất là hay nhá. Bởi vì em cũng đã test nhạc bolero và hát thử karaoke rồi. Hát rất là nhẹ luôn. Và giá 18 triệu đồng thôi. Đối với những cái cặp Boss 301 thì chắc chỉ bằng 3 phần thôi so với 10 phần của cái con này. Đấy, giá 18 triệu. E căng còn đầy đủ anh em nhé, e căng ở đây còn đầy đủ e căng hết. Giá là 18 triệu cho anh em xài trong mùa dịch này. Ở trước thì em cũng về được một cặp như thế này, em bán tới 20 triệu lận, em đã bán rồi. Nhưng hôm nay em mới về được cặp nữa. Cái cặp này em mua bên Campuchia, vì cái mùa dịch này nên bên Cam nó cấm nó đóng cửa, em phải mất cặp một tuần lễ thì nó mới về được cái cặp như thế này. Bởi vì mỗi ngày á em ra được một khúc, cứ nghĩa là cái cặp này nó 4 khúc thì là 4 ngày ra 4 khúc, xong rồi thêm 3 ngày vận chuyển từ nó về nữa, nó đập nó đúng tuần lễ em mới về tới đây nha. Đấy, một cái hành trình rất là vất vả so với những cái cặp loa khủng của hãng này. Thứ hai là vì lý do dịch bên Campuchia nó cấm, nó đóng cửa, nó không cho qua, nên việc hàng hóa tuồn ra qua bên Việt Nam thì nó cũng rất là khó. Đem về được thêm một cặp nữa thôi, em sẽ bán giá mùa dịch cho anh em xài là 18 triệu đồng. Rất là đẹp nè, trưng phòng khách thì thôi rồi, khỏi cần gì phải bàn luôn. Bass 50, cụ nào mà mua cặp này về thì không có ý định đổ loa đâu ạ, đánh tiếng rất là hay. Tiếng cái mic của nó không là bằng cái loa bass của những cái dòng Pioneer V11, V21, V31 rồi. Đấy, mic của nó không là 20 nha, 20cm, độ dinh xịn 100%. Và anh em để ý là những cái chỗ này nó mất hết con ốc này. Đấy, nó mất từ bên cam luôn rồi, em sẽ lấy ốc khác em gắn vô cho anh em nha. Ốc thì tất nhiên là nó sẽ không có giống rồi, nó cũng đẹp đẹp thôi, nó cũng đẹp nhưng mà nó không có giống. Tại vì cái ốc của nó xài bằng ốc lục giác. Tí xíu em sẽ lấy một con ốc nào mà em gắn vô cho anh em. Em mất cái con ốc rồi. Còn đây là những cái miếng nhôm, cái miếng này nó dùng cho tán âm thanh nha. Tán âm thanh có nghĩa là nó làm cho âm thanh nó đi ra đa hướng và nó làm cho
cái tiếng chép còi nó sẽ bớt chói lại, và thứ hai là nó sẽ nhuyễn lên, nó sẽ nhuyễn lên để cho anh em dễ nghe và nghe không có bị chói tai nha. Rất là đẹp như này. Còn này karaoke thì những nắp luôn ạ. Và anh em nào mà muốn karaoke mà hay hay là nghe nó chi tiết hơn, tiếng dày hơn thì nên bổ sung thêm một con trầm bass 25 hoặc là 30, hàng của Nhật hay hàng của Mỹ. Còn hàng của Trung Quốc thì em cũng không đánh giá được nha, bởi vì hàng Trung Quốc thì em những con trầm Trung Quốc thì em không có bán bao giờ nên em cũng không biết về chất âm của nó. Còn so với những hàng Nhật của Mỹ thì những con trầm đấy thì nó rất là hay, tiếng rất là mềm mại và sâu. Đây là model của nó nha, em sẽ quay lại sau lại cho anh em xem model đây. Đây rất là đẹp luôn, S890WR, loa 4 đường tiếng, công suất là 360W, bass 50cm. Video trong ngày hôm nay thì nó hơi dài một tí nên cái cặp loa này cũng rất là khủng, rất là to. Và em sẽ quay xung quanh lại cho anh em xem một lần nữa. Đây, xung quanh mặt mũi đằng trước thì rất là đẹp, nó chỉ có những cái góc cạnh nó hơi bị bẻ, hơi bị chày thôi, nhưng mà những cái đó em sẽ xử lý lại cho anh em sau nha. Đây rất là đẹp luôn ạ, bát 50 ạ, vẫn là đẹp tuyệt vời đẹp. Và những cái chiếc e-căng của nó đây, e-căng của nó thì nó cũng có một cái model của nó nha. Đây là như anh để ý này, cái model của nó là Sony SS S890WR. Đấy, nó cùng với model của những cái trên loa luôn, dán trên thân loa. Đấy, đi cùng bộ luôn nha, rất là đẹp. Và những cái mít thì nó bị nhanh nhanh chỗ này nè, nhìn em thấy nó hơi nhanh này, hơi nhanh tí nha, do vận chuyển về đấy, loa này nó quá trời to rồi, do vận chuyển về thì cũng cực khổ lắm. Đây nó hơi nhanh, có hai cái mít nó hơi nhanh một tí, hơi nhanh trong hình nha anh em xem kỹ video ạ. Và giá là 18 triệu đồng anh em nha. Anh em nào mà có nhu cầu thực sự đam mê thì hãy điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 0966 812 781, ship hàng toàn quốc. Và anh em lưu ý là khi mua hàng bên em thì xin vui lòng cọc trước cho em vài triệu đối với những cặp loa 18 triệu này. Và hãy đăng ký kênh để được ủng hộ và cập nhật những video mới nhất bên Âm Thanh Máy Kinh Giang. Và sau đây em sẽ xin tạm dừng video tại đây. Và cũng cảm ơn các bác rất nhiều đã quan tâm theo dõi video của em. Em xin kính chào tạm biệt ạ.